Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào môn kình mộng hài khế ước đàn uku le le tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 28. Điều hiếm có chính là anh Giang luôn tỏ ra dịu dàng săn sóc cổ có thừa. Người đàn ông như thế đốt đèn cũng khó tìm được à? Lấy trước này đi. Chàng Lan Thuần thản nhiên nói, cô nhân viên đâu còn cách nào, đành phải bất mãn lấy ra thêm chiếc nữa, đưa cho chàng Lan Thuần. Giang Mặc Viễn nhìn thoáng qua chiếc nhẫn cô cầm trong tay, rồi nhíu mày nhìn cô. Cô chọn tới chọn lui, lại chọn chiếc nhẫn bạch kim. Chiếc này à? Anh cảm thấy giật mình. Chàng Lan Thuần cầm lên, cụp mắt nhìn nó, khẽ nói, không cần bỏ vốn lớn như vậy vì tôi đâu. Cô bây giờ không đáng để bất cứ ai trả giá vì mình, cô không nhận nổi. Giang Mặc Viễn sau khi nghe vậy liền xa xăm, nhìn cô nói đầy hàm ý. Chàng Lan Thuần, em hãy nghe cho kỹ, là Giang Mặc Viễn anh muốn cưới em. Chuyện kết hôn trước do anh không hay xem nó là trò đùa, sáng mai chúng ta phải đi đăng ký. Chàng Lan Thuần bị vẻ nghiêm túc của anh làm sợ hết hồn, lúc này mới hiểu anh thật sự nghiêm túc, ra vẻ bối rối một chút, vô thức nói, sao tôi và anh có thể kết hôn thật chứ, thực sự chứ? Sao em và anh không thể kết hôn thật sự? Anh hỏi vặn lại. Tôi... Chàng Lan Thuần bị anh hỏi đến á khẩu, hồi lâu mới thốt ra một câu. Anh biết người tôi yêu là ai mà. Vậy em cũng rõ tâm ý của anh đối với em mà. Giang Mặc Viễn cong môi cười. Giang Mặc Viễn, anh có thể có rất nhiều cách để giúp tôi, hà tất phải là cách này? Nhưng cách này là cách duy nhất có thể vĩnh viễn cắt đứt hậu hoạn. Cơ thể chàng Lan Thuần khẽ run lên, tay đặt trên quầy, cô cảm thấy đầu váng mắt hoa. Có lẽ là hậu quả của việc tối qua không ngủ đủ giấc, hôm nay lại bị kinh sợ quá độ. Trên đời này không có bất cứ người đàn ông nào có thể dễ dàng tha thứ cho việc trong lòng người phụ nữ cất giấu hình bóng của một người khác. Anh có thể cho em thời gian? Giảng Mặc Viễn vô cùng nhẫn nại. Cô cố định cô, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cánh mũi cô. Bởi vì anh tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày anh tiến vào được nơi này của em. Nói đoạn, anh giơ tay ngón tay thon dài khẽ đặt lên vị trí trái tim cô. Trái tim co rút nhanh một nhịp, cô cũng theo đó mà lụi về sau một bước. Không, không thể nào. Nếu em thích chiếc này vậy, mua một cặp đi. Giảng Mặc Viễn quay đầu nhìn cô nhân viên. Có nhẫn nam không? Có, đây vốn là nhẫn đổi mà. Cô nhân viên nói xong thì nhìn thoáng qua chàng Lan Thuần. Cô nhớ rõ lúc ấy cô gái này cũng muốn chọn nhẫn bạch kim, nhưng người đàn ông đi cùng hình như không đồng ý. Gói cặp nhẫn này cùng với chiếc nhẫn kim cương vừa nãy lại. Giảng Mặc Viễn không để ý tới vẻ mặt cô, lấy chỉ phiếu ra trực tiếp ký tên vào, đưa cho cô nhân viên. Sao cho quản lý của cô tối nay ra đến địa chỉ đã định. Vâng, anh Giang, xin anh hãy yên tâm, nhất định sẽ ra đến an toàn cho anh. Cô nhân viên đứng quầy nhanh chóng cúi đầu với anh, nhìn hưng phấn không thôi. Giảng Mặc Viễn, anh... Về nhà nghỉ ngơi một chút đi, trông em rất mệt mỏi đó. Giảng Mặc Viễn cắt ngang lời cô, quan tâm nói. Đợi em ngủ dậy, anh sẽ dẫn em đến một nhà hàng mới khai trường, hương vị không tồi đâu, ở bên Tây Thành. Chàng Lan Thuần lắc đầu. Tôi tự về là được. Từ bây giờ trở đi, em đều phải ở bên anh, nghe lời anh đi. Anh cười nhẹ, đưa tay ôm cô vào lòng, hạ thấp giọng nói. Anh sẽ làm quen với việc có anh ở bên nhanh thôi. Ngực chàng Lan Thuần nghẹn ngẹn. Anh nói đúng, cô không còn con đường để lựa chọn. Cho dù điều anh nói là sai, cô cũng không còn thời gian để trì hoãn nữa. Hứa Mộ Dài chỉ cho cô thời gian 2 ngày. Loại cảm giác bị người khác khao túng đúng là sống không bằng chết. Chàng Lan Thuần không ngờ sẽ bị Giảng Mặc Viễn đưa về nhà anh. Cô đứng ngoài cửa, trước sau không chịu rào bước tiến vào nhà. Cô không muốn đến đây, cho dù chỉ là đứng ở cửa, cô vẫn có thể dễ dàng nhớ lại chuyện xảy ra trong 2 đêm đó. Giảng Mặc Viễn lại kéo cô vào nhà, khẽ cười. Muốn đông lạnh thành que kem à? Tôi muốn về nhà. Giọng nói của cô hơi run rẩy. Giảng Mặc Viễn tháo khăn choàng cổ xuống, quay đầu nhìn cô buồn cười nhếch mày. Từ nay về sau, chỗ này là nhà của em. Không, đây là nhà của anh.
Cô cảm thấy hoang mang, ước gì có thể lập tức trở về cái ổ nhỏ nhỏ của mình. Cho dù đó chỉ là nhà thuê cũng có thể khiến cô có được cảm giác vô cùng an toàn. Nơi đó của mùi hương của cô, còn nơi này chỉ có những hồi ức khiến cô khinh bỉ chính mình. Giảng Mặc Vến đặt khăn quàng xuống tay vịn sofa, bước lên trước giữ chặt lấy cô, hít sâu một hơi rồi cúi xuống nhìn cô. Đồ ngốc ạ, cô anh không phải là của em sao? Hơi thở ngày càng dồn dập, cô đột nhiên muốn khóc. Sau khi thấy thế, anh kéo cô ngồi xuống sofa, dùng hơi dùng sức nhấc cô lên ngồi đùi của mình, ôm cô. Ngày mai chúng ta đi đăng ký trước, sau đó dành ra 2 ngày để về cổ trấn. Về cổ trấn làm gì? Cô giật mình, thậm chí quên mất tư thế của hai người có bao nhiêu mờ ám. Đương nhiên là chọn ngày tốt để cử hành hôn lễ rồi. Khóe môi Giàng Mặc Viễn ôn hòa nhếch lên như là cô đang cười. Sau đó em còn phải theo anh về Thụy Sĩ. Thụy Sĩ? Cô lại lắp bắp kinh hãi. Ít ra em phải đến gặp cha mẹ chồng tương lai chứ. Chàng Noãn Thần sừng sốt. Người nhà anh đều ở Thụy Sĩ à? Đây là lần đầu tiên anh đề cập đến người nhà ở trước mặt cô. Giàng Mặc Viễn mỉm cười gật đầu. Nhưng trong tư liệu của anh được ghi là đi học ở Mỹ mà. Cô nhớ lại tư liệu bộ phận truyền thông đưa cho cô. Thì anh học ở Mỹ mà. Giàng Mặc Viễn cười nhẹ. Nhưng người nhà và đa số bà con thân thích của anh đều ở Thụy Sĩ. Bà anh xuất ngoại rất sớm, xông qua con đường đầu tư. Sau đó bà anh ở Thụy Sĩ gặp gỡ mẹ anh, cũng là dân nhập cư. Hai người lấy nhau rồi sinh ra anh. Nói đến đây anh ngừng một chút, sầu trong đáy mắt hơi tối lại. Tiếc là chàng Loãn Thuần không nhìn thấy sự biến hóa vẻ mặt anh, chỉ thấy hơi lạ. Không ngờ anh lại nói nhiều chuyện có liên quan đến người nhà như vậy. Đây đều là tin tức mà giới truyền thông không thể nào nắm được. Đang im lặng, điện thoại trong túi sách lại reo vang. Chàng Loãn Thuần giật mình, nhanh chóng đứng lên lấy túi quà, cầm điện thoại ra vừa thấy liền hết hồn. Trên màn hình điện thoại, cái tên Cố Mặc không ngừng lóe sáng. Mỗi con số dãy số này đều quen thuộc đến vậy. Cho dù đọc xuôi hay đọc ngược lại, cô cũng vô cùng lưu loát. Trước kia, mỗi khi điện thoại này nhấp nháy, cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng hiện giờ, cô ngược lại không dám bắt máy. Chương 33. Hãy để anh được chăm sóc em. Tay cầm điện thoại run lên nhẹ nhẹ, đầu ngón tay cứ lượn lờ quanh nút nhận máy, nhưng dò dự xem có nên ấn xuống hay không. Hai đầu chân mày trao lại đến sinh đầu, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt của Cố Mặc. Sau khi nghĩ đến sự lo lắng của anh, sự cô độc của anh, chàng Noãn Thuần cuối cùng cũng không nhịn nổi, nhấn nút nghe máy. Thế nhưng điện thoại lại bị người đàn ông bên cạnh thuận thế giật lấy. Chàng Loạn Thần kinh ngạc thở gấp, xoay qua nhìn, đôi tay muốn giật lại. Trả tôi. Em muốn nói gì với anh ấy? Giảng Mặc Viễn ném điện thoại sang một bên, thấy cô bước đến liền đưa tay ngăn cô lại. Hai bàn tay to lớn mạnh mẽ đặt lên đầu vai cô. Tôi chỉ muốn nghe được tiếng nói của anh ấy. Anh ấy không tìm thấy tôi, nhất định sẽ rất lo lắng. Cô vội vàng nhìn chiếc điện thoại đang reo không ngừng kia, giọng nói đầy nức nở. Giảng Mặc Viễn lại cúi đầu xuống, trong tròng mắt phản chiếu ra sự bất lực của cô. Hiện giờ em mà nghe máy, toàn bộ sẽ trở thành công cốc. Chẳng lẽ em không có ý định chia tay với anh ta à? Vẻ kích động của chàng Loan Thuần như bị đóng băng, lời nói của anh khiến tinh thần cô nhói lên, nhất thời im lặng, nhìn chăm chăm vào điện thoại ở đằng kia. Ánh mắt từ từ trở nên lạc lõng. Điện thoại vẫn còn đang réo òm tỏi, hết lần này đến lần khác có thể thấy được sự cuống cuồng của Cố Mặc. Chia tay với anh ấy mà nói đã là tra tấn lắm rồi, ít nhất tôi không thể để anh ấy cảm thấy quá khó khăn. Sau hồi lâu, chàng Loãn Thuần mới lặng nề nói. Giàng Mặc Vến im lặng cân nhắc một chút, lật mặt cô qua. Anh cho em 2 đề nghị, em có thể lựa chọn một trong số đó. Cô nhìn anh. Một là lập tức tắt máy, đợi ngày mai sau khi chúng ta đi đăng ký kết hôn xong thì em mới đi gặp anh ta, nói rõ ràng với anh ta. Giảng Mặc Viễn nói không nhanh không chậm. Chàng Nõn Thần mở chừng hai mắt, đáy lòng dâng lên lạnh lẽo. Cái này quá tàn nhẫn. Vậy thì đề nghị thứ 2. Giảng Mặc Viễn lúc nào cũng nhẫn nại, khẽ mím môi nói.
Hiện giờ em lập tức tắt máy, hẹn anh ấy ngày mai gặp mặt, nhưng nhất định phải là sau khi đăng ký xong. Thứ nhất, ít ra đêm nay có thể khiến anh ta không lo lắng. Thứ hai, chia tay cũng dứt khoát hơn. Trong đầu chàng Noãn Thuần lộn xộn như là một mớ bùng nhùng, lẩm bẩm: tại sao nhất định phải đợi sau khi đăng ký xong? Em hiểu con người của Cố Mặc mà, không có bằng chứng chính xác để anh ta hoàn toàn chết tâm, anh ta có thể chia tay với em không? Môi Giảng Mặc Viễn vẽ lên một độ cong xinh đẹp, ôn hòa, thản nhiên. Tim cô đập mạnh một chút, nỗi đau khôn xiết đang nhanh chóng khuếch tán. Điện thoại rốt cục cũng không reo nữa, như là người bị từ chối lâu rốt cục cũng nổi giận. Đau đớn bỗng chốc hóa thành lạnh lẽo, thổi quét qua toàn thân cô, Giảng Mặc Viễn lại cười, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng âu yếm. Giảng Mặc Viễn, tôi không hiểu tại sao anh muốn kết hôn với tôi. Cô mờ mịt, không hiểu vấn đề này. Kết hôn là bước quan trọng cần phải có can đảm, là sau khi đôi bên đều yêu thương nhau mới có thể tiến hành. Nhưng rõ ràng anh hiểu lòng cô, rõ ràng biết cô lợi dụng anh, tại sao có muốn cược cả trung thân đại sự của bản thân vào chứ? Đây chính là hạnh phúc cả đời người mà. Cô đã không còn hy vọng thứ hạnh phúc xa vời đó nữa, vì không thể nào với tới đến mức tùy tiện tìm lại một người để gả đi. Nhưng người ưu tú như anh sao có thể chấp hạnh phúc cả đời để cùng cô diễn vào kịch hoàng đường này? Sau khi Giang Mặc Viễn nghe vậy thì trong mắt đầy ý cười, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Đôi mắt ấy cũng vui như nụ cười bên môi, trong nụ cười dịu dàng ấy vẫn chất chứa sự nghiêm túc. Bởi vì em khiến anh cảm thấy ấm áp. Chàng Noãn Thuần ngần ra, đây là lý do gì thế này? Anh nói rồi, anh rất thích em, là sự yêu thích và say đắm thần túy giữa đàn ông với phụ nữ. Có lẽ em sẽ mắng anh vì hành vi đề tiện vô sỉ anh từng làm. Đúng vậy, anh thừa nhận lúc Tết Dương Lịch anh đã không khống chế được mình trước em. Nhưng xin em hãy tin anh, cảm giác của anh với em là thật. Chưa từng có người phụ nữ nào khiến anh phá vỡ nguyên tắc. Lạ một điều là anh lại muốn tiếp cận em, giúp đỡ em. Nhìn thấy nụ cười của em anh rất thỏa mãn. Nhìn thấy em khóc anh cũng cảm thấy rất tồi tệ. Anh rất muốn có được em, để em chân chính trở thành của anh. Nói đến đây, anh lại cười nhẹ, ngón tay thon dài khẽ chạm vào cánh môi đang run rẩy của cô. Ít nhất, anh phải chịu trách nhiệm với em chứ. Giọng điệu của anh thật sự rất nghiêm túc, có một thoáng, cô thật sự đã tin. Nhưng... cả buổi, cô cũng chẳng nói được gì, chỉ cảm thấy quá mức thẳng thốt, chuyện gì cũng đến quá nhanh. Noãn Noãn, Giảng Mặc Viễn khẽ gọi tên cô, giơ tay vén tóc cô ra sau tai, gương mặt anh Tuấn ánh lên vẻ ấm áp nhu tình. Hãy cho anh một cơ hội để anh được chăm sóc em cả đời. Cả đời. Chàng Noãn Thuần bị chữ này dọa sợ, cả đời là dài biết mấy, cô bắt đầu sợ hãi. Giảng Mặc Viễn lại nhìn cô quả quyết. Đúng là cả đời. Trái tim như bị ngắt nhéo, như bị kéo về hai hướng ngược nhau, càng kéo càng đau. Ánh mắt của Giảng Mặc Viễn quá mức trịnh trọng, cô vậy mà lại không dám nhìn thẳng vào anh. Nơi sâu thẳm tận đáy lòng bị sâu xé, có một chút tanh ngọt như mùi máu tươi ngấm vào trong miệng. Ánh sáng dịu nhẹ rọi vào gương mặt anh, đường nét rõ rệt lại càng thêm sâu sắc. Có một khoảnh khắc cô lại bị ảnh hưởng bởi vẻ nhu tình trong đôi mắt anh. Anh cúi xuống nhìn cô, mùi hương trên người anh hòa quyện cùng mùi hương trên cơ thể cô, hình thành nên một mùi hương khó có ngôn từ nào diễn tả được. Ánh mắt đèn láy của cô hệt như chú nai từ trong rừng, đau đớn động lòng người, in vào trong mắt anh lại càng không thành công khơi dậy dục vọng bảo hộ bẩm sinh của đàn ông. Giảng Mặc Viễn giơ tay vuốt nhẹ gương mặt cô, mỗi một động tác đều lộ ra thương tiếc. Đầu ngón tay anh ấm áp mà mềm nhẹ như ẩn chứa tác dụng thôi miên, nhất thời làm cô quên né tránh. Trơ mắt nhìn anh cúi sát mặt xuống, đôi môi mỏng cách cánh môi cô ngày càng gần. Gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Gần đến mức cô có thể nhìn thấy khoảng mênh mông trong đôi mắt của anh. Khoảnh khắc môi chạm môi, cô cảm nhận được nhiệt độ vô cùng nóng bỏng của anh. Cô gái trong lòng mềm mại như nước, Giảng Mặc Viễn không kiềm được, môi tăng thêm chút sức. Cùng lúc đó, bàn tay của anh cũng dần dần hạ xuống, phác họa đường cong tuyệt đẹp của cô gái trong lòng. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.
dồn dập hơn. Chàng lão thần bất ngờ từ mê loạn tràng tình, đầy giảng mặc viễn già, thở gấp nhìn anh, trái tim như vọt ra ngoài từ cổ họng. Cô thật đáng xấu hổ, vậy mà lại không từ chối anh. Trái lại, Giang Mặc Viễn không vội tiến lên mà chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, cầm lên nhìn cô. Là nhận hay là cúp? Một lần nữa, quyền lựa chọn lại rơi vào trong tay chàng Noãn Thuần. Lòng cô lại đau, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác áy náy và tự trách. Thật lâu sau mới khẽ nói, tôi bắt máy. Dường như Giang Mặc Viễn đã sớm đoán được lựa chọn của cô, khóe môi anh giật lên một chút, đưa điện thoại cho cô liền điềm đạm nói, anh đi thư phòng. Chàng Noãn Thuần gật đầu, trong lòng ít nhiều cảm kích anh có thể để lại không gian tiêu trong tối độc lập cho cô. Giang Mặc Viễn ra ngoài, cô cúi đầu nhìn điện thoại, sống mũi cay cay. Gần xế chiều, trong thư phòng tràn ngập ánh sáng vàng nhạt, Giang Mặc Viễn ngồi trên sofa, thân hình cao lớn không động, mặt mũi già chiều suy tư. Sau lúc lâu, anh thò tay lấy điện thoại qua bấm một dãy số. Đầu dây bên kia nhanh chóng được chuyển được là giọng nói uể oải của Mạnh Khiếu. Anh bạn à, anh gọi điện thoại cũng quá không phải lúc đi. Mạnh Khiếu cào nhau, cùng lúc đó truyền đến tiếng ngầm khè khẽ của phụ nữ. Là do anh ăn uống không điều độ mà thôi. Giảng Mặc Biến nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, cười nhạt. Sớm vậy đã ăn tối rồi, vậy tối nay phải ăn gì? Mạnh Khiếu nghe ra được sự khiêu khích trầm chọc của anh, khẽ hừ một tiếng. Buổi tối á, buổi tối ăn tiệc lớn chứ sao, muốn để dành một phần cho anh không? Cảm ơn, tôi không hứng thú. Giảng Mặc Biến thản nhiên nói. Gì, cái này thú vị à nghen. Đừng nói xàm, tìm anh có chuyện nghiêm chính. Giang Mặc Viễn trở lại chuyện chính. Nói đi. Giang Mặc Viễn điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Ngày mai anh đến đại sứ quán giúp tôi lấy giấy chứng nhận đem đến chỗ đăng ký kết hôn. Anh có người quen làm ở chỗ đó chứ? Thay tôi dàn xếp trước một chút, giấy tờ bổ sung, thủ tục sẽ nhanh chóng nộp vào. Mạnh Khiếu nghe chẳng hiểu ra sao, hình như ngồi bật dậy. Đợi đã, tôi chưa hiểu. Anh muốn làm giấy tờ chứng nhận làm gì? Tôi mang quốc tịch nước ngoài, thủ tục kết hôn tương đối rắc rối hơn. Anh thản nhiên đáp, nói xong lời này như là có khả năng dự đoán trước nên đưa điện thoại ra xa một chút. Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, giọng của Mạnh Khiếu lớn đến nỗi có thể bật tung nóc nhà. Kết hôn, anh muốn kết hôn. Này, Giang Mặc Viễn, tôi biết anh đang nghe, mau nói cho tôi biết chuyện này là sao. Là tôi muốn kết hôn, anh kích động cái gì? Anh cố ý khiến Mạnh Khiếu tò mò. Không nói à, không nói thì đừng có hòng tôi giúp anh. Mạnh Khiếu uy hiếp. Hả? Giang Mặc Viễn nghe vậy thì buồn cười, dựa người vào sofa, nói không nhanh không chậm. Anh cứ thử xem, nếu 10 giờ sáng mai làm lỡ việc kết hôn của tôi sẽ có rất nhiều chiêu để chỉnh chết anh. 10 giờ sáng mai anh muốn đi đăng ký kết hôn. Ôi trời ơi, không phải anh làm con gái người ta bị sình bụng chứ? Ai vậy? Không đâu, anh luôn là kẻ không tìm không phổi mà, cho dù có chạm vào phụ nữ cũng không thể để xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà khoan, có phải bị ông già anh ép cưới không? Cũng không đúng, anh là điển hình của loại người thích mềm không thích cứng nhỉ? Vậy thì... Không rảnh nghe anh nói nhảm, nhớ kỹ, 9 giờ rưỡi ngày mai đến chỗ đăng ký kết hôn tìm tôi. Giang Mặc Biến nhịn cười, không mặn không nhạt nói. Đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng cười sảng sảng, sau đó cô tình nói biến âm thanh uyển chuyển mềm mại. Đồ quỷ sứ à, bảo tôi đến tìm anh làm gì, người ta cũng không gả cho anh đâu. Giang Mặc Biến phát run, toàn thân sẩn gai ốc. Cúp đây. Này, từ từ. Mạnh Khiếu vội ngăn lại. Lại sao nữa cậu chủ Mạnh? Giang Mặc Biến giơ tay dài dài huyệt thái dương. Anh đang ở đâu vậy? Hiện giờ tôi đi tìm anh ngay, có phải ở nhà không? Mạnh Khiếu nhiều chuyện hỏi. Không tiện đâu, trong nhà có phụ nữ. Giảng Mặc Biến vứt thoát giọng nói, rõ ràng không để cho anh ta có cơ hội hỏi thêm gì nữa, trực tiếp cắt cuộc thoại. Sau khi để điện thoại xuống, đôi môi mỏng của anh không kiềm chế được mà nhếch lên. Ngẫm lại, Trang Loan Thuần ở trong nhà của anh, ở ngay bên cạnh anh, thứ cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có này tự nhiên sản sinh. Cưới cô là suy nghĩ phát ra từ nội tâm của anh.
Tuy rằng sau này anh không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng anh tình nguyện chọn ra tay trước vào lúc này để chiếm lợi thế. Anh là người đàn ông đã sớm quen với chuyện chủ động, xuất kích và chiếm đoạt. Lan lộn tranh đấu trên thương trường nhiều năm đã làm anh có tính cảnh giác và ý thức được nguy hiểm cao hơn người bình thường. Nếu muốn hoàn toàn có được thứ gì đó thì phải sáng tạo ra thời cơ tốt nhất để đoạt lấy. Chương 34: Khó ngủ. Giảng Mạc Viễn trước giờ chưa từng có suy nghĩ sẽ kết hôn dưới tình huống thế này. Thậm chí ngay cả chàng Loan Thuần xuất hiện ở trước phòng làm việc của anh. Khi anh lái xe tìm kiếm cô trên đường cao tốc Kinh Thông, khi anh nhìn thấy cô ngồi co giò trong tuyết lạnh đến nỗi sắp đông cứng, khi đó anh thật lo lắng tưởng tượng một cô gái còn ở ngoài đường giữa trời thối thùi thế này. Anh chỉ hận không thể lập tức tìm được cô, giữ cô bên mình. Thời điểm ấy anh đã hạ quyết tâm phải giữ cô ở bên. Khi anh không chủ động được mà chiếm lấy cơ thể cô, khi cơ thể ấy run rẩy để mặc anh khám phá, thời điểm ấy anh càng thêm kiên định, anh không thể buông tay được. Anh mưu tính tất cả, nguyên nhân rất đơn giản, chính là hy vọng cô có thể ở bên cạnh anh. Nhưng ý niệm này chỉ có thế. Anh chưa từng có suy nghĩ kết hôn trong đầu, chưa từng nghĩ đến, chỉ nghĩ vẫn có thể dùng một loại phương thức khác để có được cô gái này. Cho đến khi cô dè dặt gõ cửa phòng làm việc của anh. Mặc dù lúc ấy anh đang nói chuyện điện thoại đó, nhưng cả quá trình ánh mắt anh đều không rời khỏi cô. Anh nhìn thấy cô hệt như chú thỏ nhỏ đáng thương quận mình trên sofa, nhìn thấy cô cố gắng đè nén và căng thẳng, nhìn thấy nỗi đau giữa do dự của cô. Khoảng khắc anh mới biết anh thật sự rất muốn có được cô. Trong nhà hàng, cô gian nan nói xong thỉnh cầu của mình. Còn anh, phút chốc ấy, tâm tư cũng xảy ra biến hóa. Vốn anh định nói muốn giữ cô bên mình, làm tình nhân hay bạn giường cho anh cũng được, chỉ cần ở lại bên anh. Vốn anh nghĩ giới hạn của sự mê đắm và ham muốn của anh với cô chỉ có vậy. Ngay lúc tiếng cô lên tiếng nhờ giúp đỡ, anh đã làm ra một quyết định, ngay cả chính bản thân anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Kết hôn. Nhiều năm trôi qua, anh làm việc luôn sắp xếp và có trình tự, mỗi bước đều tính toán tỉ mỉ và thận trọng. Anh có thể mỉm cười nhìn ngắm đối thủ từng bước một rơi vào cái bẫy mà anh dày công thiết kế, huống chi là có muốn có được một cô gái. Theo ý như sắp xếp của anh, Trang Lãn Thần tất nhiên sẽ thuộc về anh với thân phận làm tình nhân của anh. Chỉ là nguyên tắc của anh lại bị cô phá vỡ. Anh muốn cưới cô bởi vì anh căn bản không dễ dàng tha thứ được chuyện sau này lại có một người đàn ông nào đó có được cô. Quyết định kết hôn này xem ra cũng không tệ lắm. Ít nhất hiện giờ anh rất chờ mong. Thậm chí có thể nói anh hơi hồi hộp. Anh có thể thoải mái đi ra ngoài nghe Trang Lãn Thần nói gì trong điện thoại, nhưng vẫn cố nhịn. Nhưng từng giây từng phút trôi qua, sự căng thẳng vốn chẳng tồn tại, giờ đây lại biến thành sự lo lắng cô sẽ đổi ý. Tuy rằng anh đã sớm tính toán không chờ đường cho cô hối hận. Giảng Mặc Viễn dướn người về trước dò xét, cánh tay khoát lên đùi, mười ngón tay đan vào nhau, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo tường. Kim giây nhảy tích tắc, mỗi chuyển động khiến trái tim anh cũng rung động theo nó, gương mặt anh Tuấn lộ rõ vẻ chuyên chú. Anh chưa từng khẩn trương như vậy, cảm giác này đã rất nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện. Anh là người chưa bao giờ chờ đợi phán quyết của người khác, nhưng giờ phút này lại như đang chờ đợi quyết định của ông trời. Có lẽ do chờ đợi đã lâu, có lẽ do lạnh lẽo đã lâu, anh khao khát có được cô. Khi kim giày nhích đủ một vòng, bên ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng động rất nhẹ nhàng, lại khiến ngón tay Giảng Mặc Viễn run lên. Vào đi. Anh cố kiềm giọng, cửa phòng đầy ra, sáng chiều rực rỡ ánh lên người chàng Loạn Thần, thân hình nhỏ nhắn mềm mại hệt như chú mèo nhỏ, lặng lẽ đứng ở cửa nhìn anh, ánh mắt già chiều mệt mỏi. Nói điện thoại xong rồi à? Giảng Mặc Viễn cảm thấy tâm thần không yên, nhẹ giọng hỏi, nhưng không cách nào đè nén tâm tình rung động khi nhìn thấy cô. Chàng Loạn Thần khẽ gật đầu. Lại đây. Anh giơ tay ra, cô chậm rãi tiến lên, ngẩn ngơ nhìn anh tay anh. Giảng Mặc Viễn kéo cô lại, cảm giác được lạnh lẽo và run rẩy nơi ngón tay cô. Có một nơi thoáng tim anh đau nhói, ngước lên nhìn cô hỏi. Nói thế nào với anh ấy?
Trong ánh mắt vì kiên quyết muốn biết rõ ràng ý niệm trong đầu cô mà càng trở nên sâu thẳm hơn. Đau! Cô kêu khẽ, kinh ngạc nhìn anh. Giang Mặc Viễn giật mình, lúc này mới ý thức được anh siết chặt tay cô quá. Sau khi thấy thế thì trong mắt xẹt qua vẻ ảo não, thuận thế kéo tay cô đặt lên môi mình. Xin lỗi em. Ngón tay bị những cọng dầu mới nhú của anh đâm vào hơi ngứa, cô muốn rút tay ra lại bị anh kéo chặt hơn. Nhưng sức lực lúc này vừa đủ, không đến mức làm đau cô. Hơi thở phả ra từ môi anh làm ấm tay cô, có chút mờ ám. Thấy anh nhìn mình không chớp mắt, cô âm thầm thở dài, chậm rãi ngồi xuống. Tôi hẹn anh ấy chiều mai gặp. Nhưng lời này hao hết toàn bộ sức lực của cô. Nói xong, cô vùi đầu vào giữa hai đầu gối, cuộn mình như con tôm. Không phát hiện ra người đàn ông bên cạnh, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy tốt lắm. Tiếng nói của Giang Mặc Viễn nghe càng thêm êm dịu, đôi tay kéo cô ôm vào lòng, dùng vòng ôm ấm áp để vỗ về sự mệt mỏi của cô. Chàng Noãn Thần không ngẩng đầu, cũng không nói gì, đầu vai lại nhẹ nhàng phát run. Giang Mặc Viễn biết cô đang khóc, cánh tay lại ôm chặt hơn, thấp giọng an ủi. Anh sẽ ở bên em, yên tâm đi. Từ ngày mai trở đi, anh sẽ không cho phép cô nghĩ về người đàn ông khác, anh cũng không để cô có thời gian âu sầu cô độc. Anh muốn cô hoàn chỉnh, chỉ thuộc về mình anh, cả thể xác lẫn con tim. Ánh trăng lan tràn vào bên trong là một căn phòng ngủ trang hoàng xa hoa. Cửa sổ sát đất bao quanh cả bức tường, hình thành nên vòng cung thị giác hoàn mỹ nhất. Trên giường lại là cảnh xuân vô hạn. Thân hình cô gái xinh đẹp mềm mại thở dốc, cơ thể thanh xuân hệt như con rắn quấn quanh người đàn ông. Người đàn ông nhìn qua gần 60 tuổi, nhưng biết cách chăm sóc vóc dáng nên trông vô cùng khỏe mạnh. Ông mê đắm ngắm nhìn cô gái dưới thân, những va chạm cực kỳ mạnh mẽ làm cô gái liên tục xin tha. Nhẹ chút, anh nhẹ thôi. Giọng cô gái ngắt quãng, hét lớn, người đàn ông xâm nhập quá mạnh, xông vào quá ác liệt. Sự đột ngột và thổ lỗ ấy làm cô không chịu đựng nổi. Lửa thân dưới run lên, hơi đau, cơ thể cũng bị đâm vào đến lùng lay bất định. Đừng nhìn ông ta lớn tuổi, nhưng chuyện giường chiếu lại không chút thua kém trai trẻ. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cô mê đắm đến giờ. Cục cưng à, em quá hấp dẫn. Cánh tay cường tráng của người đàn ông ôm chặt lấy cô, thứ vũ khí vĩ đại ấy cứ đâm vào cơ thể cô, ngày một cuồng vọng hơn, ngày một sâu hơn. Cô gái khát khao bấu lấy lưng người đàn ông, móng tay khảm sâu vào da thịt ông ta, bụng dưới không ngừng co rút dồn nén, cơ thể lại xông lên một cách không tự chủ. Dưới ánh trăng, toàn thân cô thử nhuốm thứ ánh sáng màu hồng nhạt, ánh mắt mơ hồ, cái miệng nhỏ xinh đỏ mọng khẽ nhếch, thỉnh thoảng bật ra tiếng rền rỉ mê người. Màn hoàn ái có mức dữ dội làm cho toàn thân cô như chìm ngập trong chấn động không cách nào diễn tả. Nhìn thấy biểu hiện như vậy, động tác của người đàn ông ngày càng nhanh, bất thình lình đè chặt cô lại, toàn thân cứng đờ gầm lên một tiếng. Theo đó, tấm lưng chắc nịch thỏa mãn run lên vài cái. Qua hồi lâu, người đàn ông mới áp cơ thể xuống, thoải mái ôm lấy cô gái dưới thần thở vào. Bàn tay cứng cáp, có lực còn đang tham lam vuốt ve nơi cao ngất của cô gái, thỏa mãn nói. Vẫn là cơ thể trẻ trung sướng hơn, đủ trời mịn, đủ sảng khoái. Hạ Lữ nằm trên giường, hai mắt nhìn trần nhà, có một thoáng mơ màng. Để mặc người đàn ông đáng tuổi cha mình tham lam vuốt ve cơ thể mình, hưởng thụ dục vọng trên người mình. Từ lúc nào, mỗi lần hoàn ái qua đi, cô lại bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Tình dịch của đàn ông vẫn còn ở lại trong cơ thể cô, giờ đây chậm rãi chảy ra. Có một phen đẩy ông ta ra, ngồi dậy, thứ tình túy nóng bỏng thuộc về đàn ông đó chậm rãi trượt ra khỏi cơ thể cô. Nhíu mày, mặc áo váy ngủ, bước xuống giường. Người đàn ông cười hà hà nhìn cô nhưng không nói gì. Hạ Lữ vào phòng tắm, tắm xong không trở về giường ngay mà từ trong túi sách lấy ra một hộp thuốc, lấy ra một viên ăn vào. Người đàn ông tựa vào đầu giường, sau khi thấy thế liền cười. Yên tâm đi, anh cũng ở cái tuổi này rồi. Thuốc này là thuốc tránh thai dài hạn, không thể ngừng được. Hạ Lữ thản nhiên nói, rút ra một điếu thuốc châm lửa, rít một ngụm rồi nhả khói. Hơn nữa, em đã nói với anh, hôm nay là ngày cực kỳ nguy hiểm.
anh cũng không muốn lãng phí đạn của mình. Người đàn ông cũng rút một điếu. Hơn nữa, cơ thể đẹp như vậy mà không chăm tưới, không phải quá lãng phí sao? Háo sắc. Hạ Lữ ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn vào gương hùng hằng, trừng mắt liếc người đàn ông. Người đàn ông trong gương nói thực vẫn rất đẹp trai, tuy tuổi đã cao, nhưng trong đường nét gương mặt thì lúc trẻ chắc là một tay sát gái. Hiện giờ cũng giống vậy, thói phong lưu không hề suy giảm theo năm tháng. Từng thấy ông ta lớn tuổi, nhưng không ít phụ nữ leo trên giường của ông. Thứ nhất là có tiền có thế, thứ hai là ở trên giường có thể khiến phụ nữ đạt được cực khoái. Ánh mắt Hạ Lữ chuyển hướng về chính mình. Thế còn cô, thứ cô mưu cầu rốt cục là gì? Thấy cô sững sờ, ông ta hỏi. Nghĩ gì đó, lại đây. Hạ Lữ xoay người, không bước đến, tựa lưng vào bàn trang điểm thản nhiên nói. Có đứa bạn thân, nó nói với em rằng, nếu em làm tiểu tam của người khác, nó nhất định sẽ tuyệt giao với em. Em là tiểu tam à? Người đàn ông cười ha ha. Anh nói xem. Hạ Lữ mỉm cười tự giễu lại nói. Đúng, em sao có thể làm tiểu tam được chứ? Chẳng qua chỉ là người tình để anh phát tiết mà thôi. Người đàn ông bước xuống giường, chân chuồng đi về phía cô. Cục cưng à, ở trong lòng anh, em chiếm một vị trí quan trọng hơn cả tiểu tam rất nhiều. Đừng quên, vợ anh mới là tiểu tam. Nói xong lấy điếu thuốc trong tay cô dúi vào gạt tàn, bàn tay tham lam chui vào trong váy ngủ của cô, mềm mẩn nhìn cô. Hạ Lữ nhắm mắt lại, nhíu mày, người đàn ông áp đến người, kéo đến tay cô đến trấn an dục vọng của ông ta, thấp giọng nói. Sau này đừng uống thuốc nữa. Hạ Lữ đột nhiên mở to mắt. Anh nói gì? Sinh con cho anh đi. Người đàn ông cười nói, Hạ Lữ đẩy ông ta ra. Anh điên rồi. Nói xong nhặt quần áo trên sàn mặc vào. Người đàn ông không vui, đưa tay nắm tóc cô, đau đến cô kêu lên. Đôi tập tiền lên người cô, không phải để nhìn sắc mặt của cô. Cho cô đi dễ vậy à? Hạ Lữ cắn chặt môi, lát sau ngón tay buông lỏng, quần áo rơi xuống sàn. Hạ Lữ, cô càng ngày càng co gan. Đừng quên cô đang ăn của ai, uống của ai. Là tôi nuôi cô, cho nên tôi muốn cô thế nào thì cô phải thế ấy. Đừng suốt ngày bày khuôn mặt thối tha đó ra. Người đàn ông quát lạnh, buông tay nắm tóc ra, lại kéo cô đến bên người. Phục vụ tôi. Hạ Lữ bị bắt quỳ gối giữa hai chân ông ta. Ông ta ngồi trên giường, bàn tay to trực tiếp đè đầu cô vào giữa chỗ ấy. Chương 35, kết hôn. Hạ Lữ cố nén tâm tình cáu tiết, ngoan ngoãn há miệng. Sự mềm mại ướt át trong nhẹ mắt khiến người đàn ông thỏa mãn thở dồn. Ông ta một mực đè đầu cô xuống, cúi đầu nhìn cảnh tượng cô quỳ giữa hai chân ông ta, phục dịch như nô tỳ. Vén mái tóc dài của cô, nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn của cô không ngừng nhả ra ngậm vào. Đầu lưỡi thật trơn mềm. Ông ta cực kỳ thỏa mãn, bụng dưới đều đang phát run, lại dí người về trước. Hạ Lữ suýt nữa ho khan, ông ta vỗ nhẹ đầu cô. Hạ Lữ, cô ngoan ngoãn nghe lời, phục vụ tôi thư thái, thì cô muốn gì tôi cũng cho cô hết. Đừng tưởng cô sạch sẽ lắm, làm người tình của tôi, cho dù có một ngày tôi không thèm cô nữa, thì trên người cô cũng bị đóng dấu tình nhân rồi. Người đàn ông nào còn muốn cô nữa? Hạ Lữ cố gắng hầu hạ, nước mắt chảy ngược vào trong. Con người một khi lựa chọn sai đường, muốn quay đầu lại cũng khó. Cô đã trải qua đủ cuộc sống này rồi. Đêm khuya, tĩnh lặng đến nỗi chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ chạy. Chàng Noãn Thần mất ngủ, nằm trên giường, nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn cảnh đêm huyền ảo bên ngoài cửa sổ. Bên tai cô vẫn còn quanh quẩn giọng nói khốn đốn của Cố Mặc, khiến cô đau lòng. Cô không biết ngày mai phải đối mặt với anh thế nào, cũng không biết phải qua ngày mai sẽ như thế nào. Những điều không biết làm cô sợ hãi, cô hiện giờ là người cô độc như một cọng rơm vướng bên vách núi. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Cửa phòng bị ai đó đẩy nhẹ, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Cô vội vàng nhắm mắt lại. Giàng Mặc Viễn đi vào, sau khi thấy cô đã ngủ liền mỉm cười, đặt ly sữa ấm ở đầu giường, không rời đi ngay mà ngồi lại bên mép giường, đưa tay chỉnh đèn ngủ tối lại một chút. Ánh mắt chăm chú nhìn cô, ngày càng dịu dàng.
Sợ sự sốt ruột của bản thân dọa đến cô, anh liền nhấn phòng ngủ này cho cô. Chiếc giường này, sau khi dính mùi hương trên người cô, hàng đêm anh liền ngủ yên giấc. Đưa tay khẽ vuốt gương mặt cô, nhận thấy hàng mi ấy hơi run theo và chạm, anh nhịn không được nhếch môi cười nhẹ, rút tay về cúi xuống nhìn cô. Chàng Loạn Thuần nhắm chặt mắt, bàn tay giấu trong chăn gắt cao nắm chặt. Từ sau khi anh bước vào ngồi xuống giường, trái tim cô bắt đầu bất ổn đập loạn, va chạm vào lồng ngực sinh đau. Cảm nhận được bàn tay anh áp lên mặt, cảm giác căng thẳng càng thêm mạnh liệt. Nhưng tiếp theo không có động tĩnh gì, loại tĩnh lặng khác thường này khiến trong lòng chàng Loạn Thuần càng thêm bất an. Anh muốn làm gì? Sẽ không phải muốn... Cô không dám nghĩ tiếp, sự hung hoàng không biết bắt nguồn từ đâu đang thống trị cô. Thậm chí nhớ đến chiếc giường này từng chứa đựng bao nhiêu chuyện hoàn ái có liên quan đến anh và cô. Có lẽ còn có liên quan đến anh và những cô gái khác. Chờ chút, sao mà im lặng quá? Không phải anh đi rồi chứ? Nhưng trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi xạ hương mà. Trong lòng chàng Loạn Thuần bất an, lén mở hí mắt nhìn một chút. Bất giác đối diện với tròng mắt đen sâu thẳm đầy ý cười của người đàn ông, thấy cô hí mắt, đôi môi gợn lên nụ cười, dường như nhìn thấu tâm tư cô. Cô hết hồn, không ngờ anh vẫn còn đang nhìn cô chăm chú. Nhất thời xấu hổ, ước gì có cái lỗ để bản thân chui vào. Giang Mặc Viễn bị bộ dạng của cô chọc cười, đưa tay xoa đầu cô. Uống sữa đi rồi ngủ tiếp. Không muốn uống. Cô cảm thấy quá mất mặt, còn uống sữa gì chứ? Ngoan nào. Anh nhấn mạnh thêm một chút, giống như yêu chiều lại giống như mệnh lệnh. Chàng Loạn Thuần không cách nào đành phải ngồi dậy, cầm lấy ly sữa tủ ưng ực hết sạch. Tôi muốn đi ngủ. Đưa cái ly không cho anh, cô nói chặn đầu. Trời khuya như vậy, anh lại ở bên cạnh làm cô hồi hộp. Giang Mặc Viễn nhìn cô, ánh mắt tối lại, nhưng không ép buộc gì cô, chỉ cười nhẹ. Được, đừng nghĩ ngợi lùng tùng nữa mà ngủ sớm chút đi. Trong sữa anh có thêm chút thuốc an thần, không vì cái gì khác, anh chỉ thầm muốn cô ngủ ngon giấc hơn. Chàng Loạn Thuần gật đầu. Anh đứng lên, trước khi đi lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Nụ hôn nhẹ nhàng ngắn ngủi, sau đó anh lại cười khẽ rời khỏi phòng. Chàng Loạn Thuần nhất thời không kịp phản ứng, cô sững sờ nhìn bóng lưng người đàn ông ngày mai sẽ trở thành chồng mình. Cửa phòng rốt cục vẫn che khuất ánh sáng nơi hành lang, làm tối hai mắt cô. Tương lai, cả đời, cô sắp sửa trải qua cùng anh sao? Đây là lời anh nói. Thứ hai, chàng Loạn Thuần xin nghỉ làm một ngày. Trình Thiếu Tiên đương nhiên thấy lạ, cô chỉ thản nhiên nói có chút việc riêng cần giải quyết. Ngoài cửa sổ, thời tiết đặc biệt tốt. Trời trong xanh, vô cùng không xứng với tâm trạng u ám của cô. Ánh mặt trời như đồng vàng rời rãi, chiếu rọi cả ban công. Chàng Loạn Thuần nhìn bản thân trong kiếng cũng có chút ngây dại người, nhưng lại không tìm thấy vẻ mệt mỏi trong ấy. Cô cứ ngỡ bản thân sẽ mất ngủ, ai dè lại ngủ thẳng đến trời sáng mà chẳng mộng mị gì. Ăn xong bữa sáng, Giang Mặc Viễn lái xe đưa cô đến thẳng điểm đăng ký kết hôn. Người đi đăng ký khá đông, người ly hôn cũng không ít. Bên này vui vẻ, bên kia căm hờn. Chàng Loạn Thuần ngồi ở bàn ghế chờ đợi, nhìn thấy từng đôi mới cưới hoặc vừa ly hôn xong, nhịn không được khẽ thở dài. Bên này kết hôn, bên kia ly hôn, còn cách nhau gần như vậy, đúng là trầm trọc mà. Giang Mặc Viễn đang cầm bàn sau hộ khẩu và chứng minh thư của cô, nghe vậy thì ngần ra một chút, sau đó lập tức kéo đầu vai của cô, ôn hòa nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không ly hôn. Cô không nén được run rẩy, Giang Mặc Viễn nhìn cô. Tôi thấy hơi lạnh. Cô dương mắt thò thè giải thích. Ánh mắt u ám của Giang Mặc Viễn cũng nhanh chóng hiện lên vẻ tươi cười, cởi áo khoác đang mặc khoác lên vai cô. Nhiệt độ bên trong rất cao, cô thấy lạnh, chẳng qua là trái tim. Cô nắm chặt góc áo, từ nay về sau, trong đời cô cũng chỉ còn lại mùi xạ hương nhàn nhạt này thôi sao. 9:30, Mạnh Khiếu đúng giờ chạy đến, trong tay cầm một túi văn kiện, nhìn thấy chàng Loạn Thuần ngồi bên cạnh Giang Mặc Viễn liền kinh ngạc, mở tỏ mắt. Cô, hai người... Giang Mặc Viễn đứng dậy cầm lấy túi văn kiện trong tay anh ta, sau đó giao cho chàng Loạn Thuần. Em ngồi đây đợi anh một chút. Cô gật đầu,
Giang Mặc Viễn quay đầu lại, đang muốn kéo Mạnh Khiếu sang một bên, cánh tay lại bị sức lực nhỏ nhỏ níu lại, cúi đầu nhìn thấy là chàng Loạn Thuần. Sao vậy? Bộ dạng bất lực của cô làm đáy lòng anh mềm đi. Chàng Loạn Thuần ngẩng đầu nhìn anh khẽ nói, tôi muốn gọi điện thoại cho bà mẹ. Giang Mặc Viễn trầm tư một chút. Chuyện lớn như vậy, ít ra phải thông báo cho bà mẹ một tiếng mới đúng. Thấy anh dò dự, cô hơi sốt ruột. Noãn Noãn, anh ngồi xuống bên người cô, thản nhẹ một tiếng. Em muốn trước thêm phiền toái. Không phải. Toàn bộ, đợi sau khi đăng ký xong rồi nói sau. Anh đã quyết định rồi, tuy động lòng chắc ẩn đó, nhưng vẫn không muốn mạo hiểm, kéo tay cô qua, nhẹ giọng trấn an. Yên tâm, anh sẽ đích thân đi giải thích với họ chuyện này, sẽ không để em khó xử, được không? Chàng Loạn Thuần cụp mắt, không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Giang Mặc Viễn hài lòng mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, sau đó đứng lên, không vui nói một câu với Mạnh Khiếu đang trợn mắt. Anh, đi theo tôi. Mạnh Khiếu nhìn thoáng qua chàng Loạn Thuần, lại nhìn Giang Mặc Viễn, bất đắc dĩ đuổi theo. Bên ngoài chỗ đăng ký, Giang Mặc Viễn trầm thuốc, tựa lưng vào thân cây bên cạnh Mạnh Khiếu, thì hai tay bứt tóc đi tới đi lùi, miệng không ngừng than thở. Không thể nào, sao lại là cô ấy? Đợi khi điếu thuốc hút còn một nửa, anh ta vọt đến trước mặt Giang Mặc Viễn, nghi ngờ nói. Giang Mặc Viễn, anh chơi trò gì thế này? Anh điên rồi nên mới muốn kết hôn với cô ấy. Vậy tôi phải kết hôn với ai mới là không điên? Giang Mặc Viễn buồn cười nhìn anh, thòng dòng nhà khói. Không, không, ý tôi là kết hôn là chuyện trọng đại, anh không thể nói kết liền kết chứ. Mạnh Kiếu cũng không nhàn nhã thòng dòng được như anh. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, tôi kết hôn thì sao? Giang Mặc Viễn nhún vai. Không phải anh xem cô ấy là sai lầm đó chứ? Mạnh Kiếu đột nhiên nhìn anh nói. Giang Mặc Viễn, nếu vậy thì anh khỏi kết hôn nữa, anh hãy nhìn cho rõ ràng, cô ấy không phải là sai lầm. Ôi trời, ý của tôi là... Anh ta cố gắng cân bằng lại cảm xúc một chút, sau khi nghĩ xong từ ngữ chính xác rồi liền nói. Ý của tôi là, thực sự thì chuyện của sai lầm không thể trách anh cũng không nên tự trách mình mà bồi thường hạnh phúc cả đời. Cuối cùng đợi anh ta nói huyên thuyên xong, Giang Mặc Viễn dập tắt thuốc thản nhiên nói. Nói xong chưa? Mạnh Kiếu ngạc nhiên. Giờ đến lượt tôi nói. Giang Mặc Viễn không thèm chấp nhận biểu hiện của anh ta. Mục đích hôm nay tôi gọi anh tới, một là để đưa giấy tờ, hai là muốn anh tạm thời quản lý tốt cái miệng của mình. Có ý gì? Mạnh Kiếu mở to mắt nhìn anh đột nhiên hiểu ra. Anh không muốn để người trong nhà biết được chuyện này. Không phải không muốn, chỉ là không muốn thông qua cái miệng của anh mà truyền ra bên ngoài thôi. Tôi sẽ để Noãn Noãn có thời gian từ từ thích nghi, không nên làm cô ấy sợ. Giang Mặc Viễn thản nhiên nói. Mạnh Khiếu dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn anh, như nhìn thấy một người không quen, thật lâu sau mới nói. Rốt cục anh sao thế này, yêu cô ấy rồi. Sao anh lại làm ra cái vẻ mặt hâm mộ đố kỵ ghen ghét vậy? Ganh tị à? Giang Mặc Viễn bất ngờ nói đùa. Hả? Mạnh Khiếu vội vàng làm động tác nôn mửa. Anh có thể đừng mắc ói như vậy không? Tôi nghĩ Noãn Noãn cô ấy không ngại có thể một người chị em như anh đây. Anh làm bà hài cũng được. Giang Mặc Viễn nhịn không được cười khẽ. Mạnh Khiếu ước gì có thể đấm ảnh một cái, lúc này rồi vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn. Hôm nay vất vả cho anh rồi, thích thì ở lại làm người chứng hôn, còn nếu hâm mộ đố kỵ ghen ghét thì có thể đi. Giang Mặc Viễn vẫn cười hà hà, vỗ vai anh ta, chờ đi trở về chỗ đăng ký. À đúng rồi còn nữa. Đi được một quãng, anh xoay người lại đón ánh nắng nhìn Mạnh Khiếu, biểu hiện nghiêm túc. Tôi rất rõ ràng, người tôi cưới chính là ai, yên tâm nhé. Mạnh Khiếu ngây ra, nhìn bóng lưng Giang Mặc Viễn. Tên này thật sự không thật sẽ không thật sự yêu chàng Loạn Thuần đó chứ. 10 giờ đến lượt Giang Mặc Viễn và chàng Loạn Thuần. Mạnh Khiếu ẻo ải ngồi chờ trên băng ghế. Đứng ở cửa, Giang Mặc Viễn dừng chân lại, từ trong túi lấy ra cặp nhẫn khẽ nói. Đeo nhẫn cưới vào trước đã.
Hai vai chàng Noãn Thuần run lên, nhìn anh nắm lấy tay cô, sau đó từ từ lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út, trái tim gần như nhảy vọt lên cổ họng. Anh đưa chiếc nhẫn nam cho cô, mỉm cười nhìn cô. Cô cầm lấy, phát hiện ngón tay mình đang run rẩy. Giàng Mặc Viễn giơ tay ra, kiên nhẫn chờ đợi cô. Hít sâu một hơi đè nén cảm giác váng vất trong đầu, mặt của cô cũng tái nhợt đi. Thật lâu sau mới đeo nhẫn vào ngón áp út của anh. Giàng Mặc Viễn cười đậm, cầm bàn tay đeo nhẫn cưới của cô đặt lên môi, khẽ hôn. Một đôi nhẫn cưới phát ra ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Chúng ta vào thôi. Anh ôm cô khẽ nói, Trang Nã Thần gian nan gật đầu, bước chân này bước cực kỳ khó khăn. Chị gái ở chỗ đăng ký kết hôn là người nói giọng Bắc Kinh, rất nhiệt tình. Giọng cũng lớn, thấy hai người ngồi xuống thì rất vui vẻ. Hai người trẻ tuổi này muốn kết hôn mà không chuẩn bị đầy đủ giấy tờ gì cả. Nếu không phải Mạnh Kiếu nói rõ cho tôi biết tình hình, đổi lại là người khác cũng không thể cho hai người làm đâu. Đúng đúng, phiền chị rồi. Giang Mạc Viên nói xong liền giao toàn bộ giấy tờ của cả hai ra. Đây là tài liệu xác minh ở đại sứ quán, giấy tờ còn lại tôi sẽ nhanh chóng bổ sung sau. Tôi làm ở đây đâu lâu rồi, chưa từng gặp cặp nào gấp gáp như hai cô cậu. Được, tôi xem như là làm một chuyện tốt. Em gái này trông xinh đẹp thật đó, trai tài gái sắc, không tôi không tôi. Chị gái cười tủm tỉm, vừa nói vừa dán ảnh vào giấy chứng nhận. Chàng Noãn Thuần dán mắt vào hai tờ giấy màu đỏ trong tay của chị gái, trong lòng càng cứng. Tiểu Giang à, hôm nay đăng ký xong cậu còn phải về Thụy Sĩ sửa đổi giấy tờ cá nhân mới được nhà, đừng có quên đó. Chị gái nhắc nhở, Giàng Mặc Viễn mỉm cười gật đầu. Được rồi, hiện giờ bắt đầu đóng dấu, hai cô cậu không đổi ý phải không? Đóng cái dấu này xuống thì hai người chính là vợ chồng hợp pháp đó. Chị gái cầm giấy chứng nhận trong tay, nhìn hai người họ nói. Trước mắt chàng Đoan Thần như bị lóa, hé miệng thở gấp nhưng lại không nói được gì. Em gái à, sắc mặt của em sao lại tệ như vậy? Chị gái nhìn cô cảm thấy kỳ lạ, chàng Đoan Thần thật sự không nói lên lời. Giàng Mặc Viễn kéo tay cô qua, mỉm cười nói với chị gái nọ. Cô ấy rất căng thẳng. Này, chuyện này thì có gì đâu. Bình thường, có người đến chỗ này đăng ký xong thì vui đến nỗi quên cả cầm giấy chứng nhận kết hôn luôn. Có cô dâu còn bật khóc nữa ấy chứ. Chị gái vùng tay, cười hà hà nói. Chúng em không có vấn đề gì, là tự nguyện kết hôn. Giàng Mặc Viễn mỉm cười, ngầm dục chị gái màu màu đóng dấu. Chị gái cười cười, đặt giấy chứng nhận bên dưới còn dấu, cạch một tiếng, đóng dấu lên đó. Chàng Nã Thần nghe thấy trái tim mình cũng đổ dầm theo một tiếng. Ngay sau đó, chị gái tiếp tục đặt giấy chứng nhận còn lại vào bên dưới. Mục đỏ này ấn xuống sẽ hoàn toàn thúc đẩy hiệu ứng pháp luật. Hai mắt chàng Nã Thần càng mở lớn, hơi thở gần như đồng đặc lại. Tay cô cũng bị Giàng Mặc Viễn nắm càng lúc càng chặt. Lúc tay của chị gái vừa ấn định xuống thì... Chờ đã. Rốt cục cô cũng tìm lại được giọng nói của mình, môi run rẩy nhìn chăm chăm tờ giấy chứng nhận kia. Chị gái ngạc nhiên dừng động tác. Giàng Mặc Viễn thì quay nhìn cô, vẻ mặt nghiêm nghị, bàn tay còn lại đặt trên đùi đột nhiên siết chặt. Noãn Noãn. Anh đè nén khẩn trương trong lòng dịu dàng hỏi. Sao vậy em? Tôi... Chàng Nã Thần cắn mạnh môi, lúc này cô rất muốn để cho đau đớn nhắc nhở bản thân đang làm gì, nhưng chỉ vô dụng, cô cảm thấy cực kỳ hỗn loạn. Bất giác, cô quay qua nhìn Giàng Mặc Viễn, nhìn sâu vào mắt anh. Sự sợ hãi của cô chiếu vào đáy mắt anh, ngực bỗng nhiên tê dần, đưa tay ôm lấy cô, gương mặt anh Tuấn kề sát bên tai cô, nói nhỏ. Noãn Noãn, em là của anh. Nói xong, anh lại có thể chủ động đặt tay mình lên tay của chị gái, dùng sức ấn xuống. Cách một tiếng, kết quả đã định. Chị gái giật mình nhìn Giàng Mặc Viễn. Giàng Mặc Viễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đầu óc Trang Nõn Thần hoàn toàn trống rỗng. Tiểu Giàng à, cậu... Chị vất vả rồi. Giàng Mặc Viễn đứng lên, rút ra một bào kẹo mừng đẹp đẽ nhét vào trong tay chị gái nọ. Chàng Noãn Thần ngơ ngẩn ngồi tại chỗ, trong tay vẫn còn ong ong,
Cô đã không còn nghe thấy Giang Mặc Viễn nói gì với chị gái nữa, chỉ cảm thấy trái tim ngừng đập. Không khóc như mắc bệnh tâm thần, cũng không có màn khóa khoa môi trường như trong phim truyền hình. Hết thầy đều yên ả hoàn thành. Cô và Giang Mặc Viễn cứ như vậy mà kết hôn. Hoàn quyển 4. Quyển 5, chương 1, lời giải thích đau đớn. Nếu có thể chạm trổ một đoạn thời gian vào ký ức, như vậy hẳn là đoạn thời gian của chàng nát thần không phải rực rỡ tươi đẹp gì. Cho dù bầu trời ngày đông có sáng sủa bao nhiêu, bầu không khí có trong lành bao nhiêu, tấm vải thời gian của cô hiện đầy bụi bặm trôi nổi dưới ánh mặt trời. Còn cô, càng như một con cá khô bị phong hóa, chỉ cần một làn gió thổi nhẹ qua cũng sẽ xóa sổ cô khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại. Trước khi gặp mặt Cố Mặc, Trang Nát Thần gọi điện thoại cho Hứa Mộ Dài. Sau khi Hứa Mộ Dài nghe được tin cô kết hôn xong thì cười rất khoa trương. Trang Nát Thần thậm chí có thể tưởng tượng ra ở đầu dây bên kia mặt mày cô ấy hớn hở đến cỡ nào. Thật sao? Ôi trời ơi, đúng là người đẹp được thì được cưới liền tay mà. Chúc mừng nhé, Noãn Thần. Trang Noãn Thần không nói thêm gì nữa, chỉ nói một câu rồi cúp máy. Chúc mừng à, cô ta đang chúc mừng bản thân cô ta sao? Trang Noãn Thần từ chối không để rằng Mặc Viễn đi cùng. Cũng trùng hợp, bên công ty xảy ra chút chuyện khó giải quyết cần anh về xử lý. Cô muốn một mình xử lý chuyện tình cảm giữa cô và Cố Mặc. Vẫn là tiệm cà phê khuya ấy, hơn 3 giờ chiều quán mới mở cửa. Lúc này không có nhiều khách lắm, hơn nữa chỗ này cách xa nội thành. Khách mới rất ít, bình thường đều là khách cũ giới thiệu thêm bạn bè đến đây. Cổ chủ vừa mới quét tước xong, còn có thể ngửi thấy mùi hương thơm cam quýt thoang thoảng bên trong. Đầu giờ chiều ánh nắng thật ấm áp, mấy chú mèo con trong quán nằm ươn trên sofa. Trên ghế gỗ, thậm chí trên sàn nhà cũng có thể nhìn thấy bóng dáng chúng. Cố Mặc là người ở sạch sẽ, đối với mấy động vật nhỏ như chó, mèo, tuy rằng không ác cảm nhưng vẫn không thích. Nguyên nhân là do không thích mùi trên mình chó và lông mèo bày tứ tung, cho nên anh chọn một góc ít mùi, ít mèo nhất ngồi xuống. Khi chàng Noãn Thuần đẩy cửa bước vào, trùng hợp nhìn thấy Cố Mặc đang cau mày, xua vội một chú mèo đang tiến gần làm nũng. Nếu là lúc bình thường, cô chắc chắn bật cười chạy đến nói vài câu vui đùa với anh. Nhưng hiện giờ, ngay cả tư cách làm bạn bè với anh cũng không có. Cô chủ thấy cô bước vào, đôi mắt hiện lên vẻ lưỡng lự. Nhưng thấy cô một mực nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Mặc, cũng hiểu được 7-8 phần, nhẹ nhàng nhếch môi cười không nói gì, tiếp tục chậm rãi xay cà phê. Bóng lưng Cố Mặc bị ánh sáng phân lìa chia lìa, nhìn có chút hư ảo. Khoác áo khoác tùy tiện đặt một bên, anh mặc một chiếc áo len mỏng màu sáng. Đây là chiếc áo cô chọn cho anh. Chàng Noãn Thuần bước đi rất chậm, mỗi bước đến gần trái tim như bị va chạm tàn nhẫn một chút. Loại đau đớn này thậm chí vượt hơn 6 năm trước. Bóng lưng anh trông vô tội đến thế, còn cô lại trở thành đạo phủ lần nữa làm tổn thương anh. Từ nay trở về sau, hai người cách hai phương trời. Loại đau đớn này tuyệt vọng đến không cách nào hồi phục. Nếu có thể, cô hy vọng hết thầy trở lại biết bao, trở về 6 năm trước, cô sẽ không chia tay với anh, thì 6 năm sau, cô đã không cần rời khỏi anh. Như vậy thì hiện giờ có phải cô và anh đã sớm kết hôn, thậm chí đã có những đứa con đáng yêu hay không? Trong mộng, cô không ngừng mơ thấy được cùng anh nắm lấy tay nhau dưới ánh mặt trời chiếu rọi khắp mặt sân. Đứa bé ôm anh chạy nhảy vui đùa, còn cô và anh vừa cười vừa nói vừa rửa xe, một nhà bà người họ chuẩn bị xong đồ ăn để đi dã ngoại. Lên núi sau trưa vào mùa thu để ngắm lá đỏ, hưởng thụ sự biến hóa nền thờ của 4 mùa trong năm. Mỗi khi thức giấc, cô đều mỉm cười rời giường. Thế nhưng, cô chưa từng kể về giấc mơ này cho Cố Mặc nghe. Có đẹp đẽ quá mức cũng chỉ là cảnh trong mơ. Cô rất sợ nói ra sẽ mất thiêng. Bởi vì cô luôn luôn vững tin mình và Cố Mặc sẽ có một ngày như vậy. Đợi đến khi hai người thực sự đi đến hôn nhân, thực sự có đứa con để âu yếm, thực sự có một buổi trưa mùa thu, cả nhà họ có thể đi dã ngoại, cô sẽ kiêu ngạo mà nói với Cố Mặc rằng: "Chồng này, cảnh tượng này em đã từng mơ thấy đấy." Nhưng hiện tại, rốt cuộc cô không thể nói với anh. Cả
cả đời này cô đã không còn cơ hội để kể ra giấc mộng này. Hóa ra giấc mộng vĩnh viễn chỉ là mộng, không thể trở thành sự thật. Đến trước mặt anh, chàng lãng thần cuối cùng cũng dừng bước, cơ thể nhỏ nhắn che khuất ánh nắng chênh chếch. Con mèo bên cạnh cố mặc như quen biết cô, kêu mèo mèo mấy tiếng, tiếng kêu nhỏ nhẹ run rẩy làm trái tim người khác cũng phiếm đau. Cố mặc ngẩng đầu thấy cô đến, gương mặt điền trai bỗng tươi cười, đôi tay vội kéo cô qua. Noãn thần, hai ngày nay em đi đâu vậy? Chàng noãn thần nhìn anh, nhìn nụ cười đong đầy trong ánh mắt anh, trái tim lại rỉ máu. Mau ngồi đi em. Cố mặc còn tưởng cô cảm thấy khó chịu nên quan tâm nói. Chàng noãn thần cố nhịn nỗi chua xót trong lòng, gật đầu ngồi xuống đối diện anh. Cô chủ bưng lên hai tách cà phê, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cả hai người. Cố mặc ngạc nhiên, ngẩng đầu mỉm cười. Cô chủ, chúng tôi vẫn chưa gọi nước mà. Đây là nước của hai người. Giọng nói của cô chủ vô cùng bình thản, bổ sung thêm. Ở đây, khách đến không cần gọi nước. Cố mặc cảm thấy kỳ lạ, cúi đầu nhìn thoáng qua. Bình thường tôi không uống cà phê. Có lẽ là từ hôm nay trở đi, anh sẽ thích nó. Cô chủ nhẹ nhàng đáp, ánh mắt chuyển đến trên người chàng noãn thần. Chàng noãn thần nhìn tách cà phê xa lạ ở trước mặt, khác biệt với cách tà phê đen của cố mặc, mùi hương nồng đậm. Khi uống vào liền cảm thấy hơi chát, cô nhíu đầu mày, chờ đến khi nuốt xuống cổ họng lại cảm thấy có chút vị ngọt. Cảm ơn chị. Cô ngẩng đầu đối mắt với cô chủ. Cô chủ cười nhẹ không nói gì, chỉ xoay người rời đi. Chỗ này lạ thật đó. Cố mặc cười cười, vẫn cầm lấy tách nhấp một chút, hương vị đắng chát làm anh nhíu mày. Chàng noãn thần không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Sau này không còn có bao nhiêu cơ hội để có thể nhìn anh thế này. Cô muốn ghi nhớ dáng vẻ của anh, biểu hiện khi anh nói chuyện, một cái nhíu mày, một nụ cười của anh. Bởi vì cô sợ quên, trí nhớ của con người rất đáng sợ, sẽ quên mất một vài chuyện và một số người. Cô không chỉ sợ trí nhớ giảm sút, chỉ sợ trong trí nhớ không còn anh. Thế cô không nói lời nào, cố mặc cảm thấy tò mò, kéo tay cô qua khẽ hỏi. Noãn thần, em vẫn chưa cho anh biết, hai ngày nay em đi đâu, hôm qua anh gọi điện tìm em cuống cuồng hết cả lên. Xin lỗi đã để anh lo lắng. Suốt cục cổ cũng mở miệng, lại không nói được câu kia, em kết hôn. Lạnh không tốt, noãn thần à, anh cam đoan với em, sau này anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Cố mặc giơ tay lên làm động tác thề thốt, tâm trạng của anh trông có vẻ không tệ. Chàng noãn thần gian nan nở nụ cười, nhẹ nhàng nói. Anh hứa với em rồi nhé, sau này đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Cố mặc nghĩ cô đã tha thứ cho anh, mỉm cười gật đầu. Chúng mình về nhà đi, sáng nay bên Hứa Tắc Bình đột nhiên bác bỏ cáo trạng, còn nói cái gì mà người chịu trách nhiệm chính không phải là anh. Nói sờ sờ là họ đã bắt được người hãm hại anh rồi. Bất kể thế nào, hiện giờ anh khỏi phải trả 40 triệu lại cho ông ta. Tối nay chúng mình ăn mừng nhé, anh đích thân xuống bếp nấu cho em ăn, được không? Chàng noãn thần im lặng lắng nghe, cười theo anh, trong lòng lại đang rơi lệ. Cuối cùng Hứa Mộ Giải cũng tuân thủ lời hứa, anh đang từng chút vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng người ở bên cạnh anh đã không còn là cô. Vậy thì tốt quá, cô mặc, em tin tưởng mọi việc sẽ tốt đẹp với hơn. Qua hồi lâu, cô mới khẽ nói. Đi, về nhà nào. Cô mặc kéo tay cô đứng dậy muốn đi. Cố mặc. Chàng noãn thần cũng đứng lên níu tay anh lại. Sao vậy? Cố mặc quay đầu nhìn cô, ánh mắt bất giác đào qua bàn tay còn lại của cô không níu tay anh. Trên ngón áp út ấy, chiếc nhẫn kim cương cực lớn lóe sáng đến lóa mắt. Ánh mắt cố mặc run lên, bỗng nhiên dương mắt nhìn chằm chằm cô. Chàng noãn thần chậm rãi thả tay ra, ngồi xuống lần nữa thều thào nói. Xin lỗi, em không thể về nhà với anh. Cái gì nên sẽ đến, điều nên nói cũng sẽ nói, chỉ là cô hy vọng có thể giảm bớt được tổn thương cho nhau. Ánh nắng chiếu vào góc tiệm, toàn thân cố mặc chìm trong ánh sáng. Lưng anh bỗng cứng còng, cằm cũng bạnh ra, thật lâu sau anh khoát tay lên chiếc bàn gỗ, giọng điệu truyền lạnh, gằn từng tiếng.
Em có ý gì? Còn có... Nói xong vừa lấy bàn tay đeo nhẫn của cô. Đây là ý gì? Cố Mặc, ở bên anh thật sự rất khổ, em hoàn toàn không chịu đựng nổi. Cô không nhìn anh, cũng không dãy giụa, chỉ lặng lẽ nói. Sức lực nơi cánh tay đột nhiên siết chặt, vẻ mặt Cố Mặc dần dần tái đi. Cái gì gọi là hoàn toàn không chịu đựng nổi? Thật sự anh nói rất đúng, 6 năm trước em đã không còn yêu anh, 6 năm sau em cho rằng hai chúng ta có thể thử tái hợp với nhau. Nào ngờ anh lại rơi vào phiền phức này, khoảng thời gian này em cũng thử sống với anh. Đáng tiếc, thật sự quá mệt mỏi. Chàng Ngãn Thuần ầm thầm cắn môi, nói nhẹ như làn gió. Em không muốn cứ nhảy qua nhảy lại giữa anh và Giảng Mạc Viễn, cho nên em chọn Giảng Mạc Viễn. Hơi thở của Cố Mặc đột ngột gấp gáp, hàm răng nghiến kèn két. Ý của em là muốn chia tay với anh? Đúng, chia tay đi. Cổ họng Tràng Noãn Thuần như bị rào cắt, hai chữ chia tay nói ra đã đau đến rút cạn sức lực. Một nỗi tuyệt vọng khôn cùng kéo đến, như là hoang vu vô vọng vùi lấp cô. Anh không tin, Noãn Thuần, em hoàn toàn không phải người như vậy. Cố Mặc lập tức ngã ngồi xuống ghế, gân xanh nổi đầy trên trán. Em yêu anh mà, người em yêu vẫn là anh. Nhưng Giảng Mạc Viễn lại khiến em cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Chàng Loan Thuần nói lời dối lòng. Hai ngày này em đều ở bên anh ấy. Cố Mặc lắc đầu. Anh không tin. Cố Mặc. Loan Thuần, thứ hắn cho em cũng có thể anh cũng có thể cho em. Em không cần nhẫn của hắn. Hiện giờ anh sẽ dẫn em đi nhẫn ngay. Em có muốn kiểu gì anh cũng mua cho em. Cố Mặc đột nhiên đứng bật dậy, kéo cổ tay cô nói năng lộn xộn. Chàng Loan Thuần ước gì có thể nhào đến ôm anh. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh, quả thực còn khó chịu hơn cả Lăng Trì. Cố Mặc. Cô đột ngột cào giọng, để nén dục vọng muốn khóc, dùng hết toàn bộ sức lực gọi tên anh. Cố Mặc dừng động tác, quay đầu nhìn cô. Cô nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe. Cố Mặc. Cô hít sâu một hơi, nước mắt cứ thế mà chảy ngược vào trong, xót xa đau đớn. Nhẫn em đeo là nhẫn kết hôn. Em đã kết hôn với Giảng Mạc Viễn vào sáng nay. Hết quyển 5, chương 1, hết tập 28. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.